Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Hello everyone. Ngày hôm nay trước khi vào chuyện thì Trang xin giới thiệu các cục cưng của Trang nha. Đây, xin giới thiệu em thứ nhất. Em này có tên gọi là Ship Cho. Nghĩa tên của em ấy nghĩa là xám, bởi vì màu lông của em, da của em là màu xám. Đã được gần 2 tháng rồi đó. Thêm 6 ngày nữa là được 2 tháng, tròn 2 tháng. Nào, từ từ. Và đây là cô công chúa duy nhất trong bầy. Và tên cũng là công chúa luôn. Tên là Princess. Đây là... Ở đây. Còn đứa đang trèo lên máy tính, đang nghịch đây. Cậu này là cọp. Đây là Tiger. Em này tên là cọp. Rất là nghịch. Nghịch nhất đàn luôn. Và lúc nào có thời gian thì Trang sẽ khoe các em ý nhiều hơn. Còn bây giờ thì sẽ bước vào đọc truyện. Thời gian vừa rồi thì thật sự là Trang đi làm về xong là nó đơ như cây cơ luôn, cũng không còn thời gian, không còn hơi để mà đọc nữa, cho nên là cứ đọc xong lại bỏ quãng, đọc xong lại đứt quãng. Nhé bé, đón lấy bé. Cứ đọc và nó đã đứt quãng, thế là mà bây giờ thì Trang sẽ cố gắng mỗi ngày ít nhất là sẽ ra một tập để cho cái bộ truyện này nó hết đi, rồi còn đọc thêm bộ khác nữa để bỏ lâu, bỏ ngang lâu quá rồi có khi mọi người lại chả nhớ Trang là ai. Trên thì mình ngồi đọc truyện, còn bên dưới thì đùi thì chúng nó nghịch. Chúng nó ngồi dưới đùi ấy, xong rồi chúng nó nghịch. Chúng nó ngoáy, quánh nhau chán nhau, chúng lăn quay ra ngủ. Rất là vui tính. Mà một đàn ba đứa luôn nha, không phải một đứa. Hồi xưa chỉ có một mình bà Na thôi, bây giờ hẳn ba đứa luôn. Vui lắm. Ok. Ngay sau đây thì Trang xin gửi tới các bạn tập 13 bộ truyện Cốt Cách Mỹ Nhân Châu Sinh Như Cố của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 15. Chỉ còn lại nửa lớp hóa trang. Châu Sinh, tên chỉ có một chữ, thần. Châu Sinh thần, Châu Sinh thần. Cách năm sống thác đôi nơi, thấy đâu hồn phách vãng lai giấc nồng. Bên ngoài thuyền mưa vẫn giả dích, trời không có gió. Trong thuyền bóng trên mảnh trúc đổ dài bất tận, khe khẽ lay động. Đôi tình nhân ở phía bên kia cũng sợ làm phiền họ cho nên không lớn tiếng nói chuyện. Vì thế chỉ có cô nghe thấy anh, và cũng chỉ có anh nghe thấy tiếng cô. Thời Nghi khẽ gọi anh. Tục danh của công tử, tiểu nữ đã từng nghe. Mắt anh trong suốt nhìn cô. Nghe thấy ở đâu vậy? Cô dường như rất nghiêm túc. Công tử tiếng tam vang dội, là nghe từ mọi người thôi. Tôi... Họ nói những gì vậy? Anh cười. Thời Nghi nhìn vào mắt anh. Rượu say lại ngả trên cành đá. Mạng sức ta hát tràn. Một bình rượu, một con ngựa. Trên thế gian này được như vương có mấy người? Châu Sinh Thần im lặng một lát, ngẫm nghĩ từng lời cô nói. Anh nghĩ mình đã đoán ra người cô muốn nói tới. Em rất thích vị tiểu nam thần vương đó. Anh biết sao? Anh biết. Anh nói với cô. Ông cũng nằm trong gia phả dòng họ Châu Sinh. Tên của anh là lấy theo tên của ông. Đúng vậy. Cô bừng tỉnh. Tiểu nhân đã từng nói với em, người đó trong gia phả gia tộc của anh, những ghi chép lại nhiều hơn dân gian được bao nhiêu? Chỉ vài câu thôi. Vậy còn vị thái tử phi kia thì sao? Con gái thôi thị. Tên húy của con gái vốn rất khó để ghi chép lại. Còn như trường hợp con gái của Thôi thị, bởi vì thân phận tôn quý cho nên mới có hậu đãi này. Ồ, vậy cô ấy có được ghi lại không? Cô nhỏ giọng hỏi. Châu Sinh Thần nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu nói.
Không có. Âm Dương cách biệt lâu rồi, ngoài cô thật sự sẽ không còn người nào nhớ lại nữa. Thời Nghi bỗng ngẩn ngơ. Chiếc thuyền khẽ lắc lư. Chủ thuyền nói rằng có lẽ sẽ mưa suốt đêm, nhưng vẫn cố gắng cập bờ để khách kịp quay về. Thuyền rời khỏi tán cây cổ thụ, men theo đường cũ quay lại bờ, đi ra khỏi chỗ trú mưa. Có không ít nước mưa bắn vào thuyền do không còn vật cản nữa. Châu Sinh Thần thuận tay cởi áo ngoài ra, choàng lên chân cô. Quần của anh chẳng mấy chốc đều ướt hết. Trưng tối nay thời tiết vẫn còn đang nóng ẩm như mùa hạ, vì trận mưa này trời thật sự đã chuyển sang thu. Thời Nghi chỉ bị ướt ống quần và giày, nhưng đã cảm thấy lạnh không chịu được. Anh vào trong xe lấy ô ra che cho cô. Đi qua đi lại một lúc, đến áo sơ mi cũng ướt. Sau khi hai người vào xe, anh lấy từ trong cốp ra hai chiếc quần thể thao và áo sơ mi, đưa một cái quần cho cô. Hơi rộng một chút, thay vào trước đi đã. Cũng may lúc đó cũng đã muộn, bãi đỗ xe cũng không còn ai nữa. Vâng, cô nhận lấy, chậm chậm cởi quần dài và giày ra, lại mặc đồ của anh vào, không chỉ hơi rộng mà còn rất dài nữa. Cô nhìn xuống chân, dẫm lên ống quần, hoàn toàn không cần phải đi giày. Cô thở dài một hơi. Hôm nay em mới phát hiện ra chân anh dài hơn chân em bao nhiêu. Châu Sinh Thần cảm thấy rất thú vị nhìn cô chăm chú. Anh cầm một chiếc áo sơ mi sạch đắp lên chân cô, tay chạm vào chân cô thấy rất lạnh liền hỏi: em lạnh lắm phải không? Có một chút thôi ạ. Thời Nghi nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt. Anh nắm lấy hai chân cô đặt vào lòng mình, khẽ xoa nhẹ chân cho cô. Thời Nghi có chút bất ngờ nhưng vẫn để anh làm. Từ trước đến giờ Châu Sinh Thần không giỏi nói những lời thể hiện tình cảm, nhưng những lúc hai người ở chung, anh lại tình cờ làm một số việc khiến cô cảm nhận được tình cảm của anh rất rõ ràng. Không mạnh mẽ sục sôi, nhưng tình cảm của anh lại như những giọt mưa chậm rãi thấm dần vào đất. Nhờ có điều hòa trong xe và cả động tác của anh, chân cô dần dần ấm lại. Thời Nghi cựa quậy chân mình, anh ngước lên nhìn cô. Em ấm hơn rồi à? Vâng, anh mau thay đồ đi, cô giục anh. Cô rút chân lại, cầm quần áo từ ghế sau đưa cho anh. Châu Sinh Thần thay áo sơ mi và quần dài, đợi anh mặc xong, cô cầm lấy quần áo ướt đặt lại ghế sau. Bỗng thấy anh dựa sát vào mình, hơi thở ấm nóng, ý thức mơ hồ. Cô khẽ nghiêng đầu chạm vào môi anh. Hai người hôn nhau trong yên lặng. Cơ thể từ lạnh cắng chuyển dần sang nóng rực. Những ngón tay của cô xuyên qua lớp áo sơ mi chạm vào ngực anh, rồi đột ngột nhận ra đây là bãi đỗ xe. Cô đẩy anh ra nói khẽ: về nhà đã. Châu Sinh Thần hôn lên mặt cô chỉ nói được. Đến lúc này mới cài lại hết cúc áo. Xe rời khỏi bãi, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đợi đến khi ấn định ngày kết hôn, sẽ sắp xếp để mẹ anh và bố mẹ em dùng bữa nhé. Thời Nghi sững lại trong chốc lát, nhìn anh đầy bất ngờ, niềm vui ánh lên trong mắt cô. Thật không ạ? Anh cười, thật mà. Hôn lễ của hai người vẫn chưa thực sự ấn định. Đây là suy nghĩ của Thời Nghi. Cô muốn sau khi Văn Hạnh phẫu thuật mới tổ chức hôn lễ. Dù sao từ trước đến giờ, tâm trí của Châu Sinh Thần phần lớn đều hướng về Văn Hạnh, và cô cũng không khác gì anh, nhưng lại khẳng định với bố mẹ rằng đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Cô tin Châu Sinh Thần, anh đã đặt bà Vương làm lễ phục, cũng đồng nghĩa với việc mọi việc trong gia tộc của anh đã nắm chắc trong tay. Hôm ấy, Thời Nghi ở trong phòng thu âm làm việc, mà vừa may, phòng thu âm lại nằm cùng tòa nhà với đài truyền hình. Cô hẹn Hồng Hiểu Dự ăn trưa, chuẩn bị nói chuyện một lúc sẽ chính thức bắt đầu làm việc lại. Hai người cũng không quá kén chọn nên quyết định đến một cửa hàng ăn gần đó dùng bữa. Thức ăn vừa dọn lên chưa được một lúc, Hồng Hiểu Dự đã nhắc tới bạn trai của cô. Thời Nghi, tớ nói cho cậu biết, tớ cảm thấy mình rất thiết tha với mối tình này, tớ muốn kết hôn. Cô cười, để tớ ăn đã chứ. Không được không được, tớ phải nói với cậu chuyện này. Được, cậu nói đi, tớ nghe. Cũng không có gì đặc biệt cả. Tớ chỉ cảm thấy anh ấy nhân cách rất tốt, tốt từ trong tốt ra. Điều này có thể cảm thấy được. Hồng Hiểu Dự nghĩ một lúc lại nói, không giống với anh chàng làm khoa học kia của cậu. Anh chàng của cậu tớ cảm thấy có phần không nhiệt tình trong mối quan hệ với mọi người, khiến người ta có cảm giác rất xa cách. Thật không? Thời Nghi lại cảm thấy rất bình thường. Không nhiệt tình với người khác dường như có một chút kỳ lạ. Tóm lại là trong hầu hết mọi chuyện anh ấy đều không để tâm. Các cậu bên nhau hòa hợp chứ? Thời Nghi bị câu hỏi này làm cho thật sự rất... Cô nhìn lại bạn, không lên tiếng. Rất tốt,
Rất không tốt. Được rồi, chuyển chủ đề đi thôi. Cô đưa cho Hồng Hiểu Dự một cốc trà. Bình thường lúc thầy Nghi làm việc đều từ 12 giờ trưa đến 11-12 giờ đêm. Vì vừa khỏi bệnh, nửa tháng trước đó cô đều chỉ thu âm đến 7 giờ rồi dừng. Hôm nay nhân viên thu âm có việc đến hơn 8 giờ mới xong. Cô gọi điện cho Châu Sinh Thần. Em xong việc rồi. Ừ, sau khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ tới. Không phải vội đâu ạ. Cô ngồi trên ghế sofa, rút ở trong kệ sách bên cạnh ra một quyển tạp chí trong ngành. Em ở đây có chỗ để nghỉ ngơi. Anh xong việc rồi, qua cũng được. Được. Châu Sinh Thần cúp máy nhìn đồng gia nhân đang ngồi cạnh mình. Anh vừa vào bãi đỗ xe đã ngay lập tức nhìn thấy cô đứng cạnh xe của mình. Cái thai trong bụng đã được 4-5 tháng, lại không có ai bên cạnh. Anh không biết cô đến đây vì mục đích gì, chỉ mời cô lên xe rồi nói chuyện tiếp. Họ ngồi trong xe nói chuyện, chú Lâm chú ý bước xuống xe. Là thời nghi à? Châu Sinh Thần cười không nói gì. Đồng gia nhân cũng im lặng, chỉ kéo găng tay ra rồi nhìn anh. Châu Sinh Thần ngồi bên cạnh, anh mặc chiếc quần dài màu trắng ưa thích, áo sơ mi vải dệt màu xanh, khoác thêm áo vest bên ngoài là có thể tiếp khách, đổi thành chiếc áo blues màu trắng là có thể bước vào phòng thí nghiệm. Đây mới là người đàn ông trong mộng của cô, cùng với những người thuộc đủ mọi màu da, mọi sắc tộc, giao lưu không biên giới, làm những việc có ích cho nhân loại. Đồng gia nhân nhớ tới lần đầu tiên cô gặp anh ở ngoài phòng thí nghiệm, hoàn toàn không giống với Châu Sinh Thần mọi ngày. Anh đang tranh luận với một người da đen về điều gì đó, rất chăm chú và sôi nổi, nhưng cô nghe không hiểu. 14 tuổi anh đã vào đại học, từ đó cô và anh dường như đã bị ngăn cách, thành hai nửa thế giới. Cô liều mạng đuổi theo, cũng chỉ có tư cách được mời tham dự cùng anh trong một vài hội nghị có quy mô lớn, và chỉ dừng lại như vậy. Thế giới tinh thần của anh là mục tiêu cả đời của cô. Trong một chốc, đồng doanh nhân nghĩ tới những gì đã qua, thậm chí cô bắt đầu hoài nghi bản thân tại sao lại đến gặp anh. Là vì có thể yên lặng ở cạnh anh vài phút, hay vì anh sẽ không để chuyện này xấu đi? Cuối cùng lại là Châu Sinh Thần mở lời trước. Trước khi cô kịp nói gì, anh đã cho cô đáp án mà cô cần. Cô nói khẽ, chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà. Sự khoan dung của anh khiến cô không biết nói gì hơn. Kể từ khi chú quay lại, những động thái của Châu Văn Xuyên khiến cô rất coi thường. Cô chưa bao giờ thấy nhà họ Châu Sinh lại bị xáo trộn đến như vậy. Người lớn tuổi thì nhắm mắt làm ngơ, người trẻ thì dục dịch bận bịu với việc chia bè kết phái. Dựa vào cậu cả đáng danh chính ngôn thuận này, hay dựa vào Châu Văn Xuyên và chú, người đang có một vị trí vô cùng vững chắc. Chỉ vài ngày trước, mẹ Châu Sinh Thần từ trước tới giờ đều im lặng, cuối cùng đã chính thức thừa nhận địa vị của thời nghi, chẳng khác nào tuyên bố đứng về phía con trai mình. Chú dù thế nào cũng không phải là người kế thừa danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, sự lựa chọn của mẹ Châu Sinh Thần làm cho hướng lựa chọn của tất cả mọi người, bao gồm cả những bạn làm ăn của người cha đã qua đời của Châu Sinh Thần, dần dần được thể hiện rõ ràng. Em xin lỗi, đồng gia nhân nói. Anh nhìn cô. Ý em nói là chuyện lúc cô ấy ở Ô Trấn. Anh biết. Giọng Châu Sinh Thần rất lạnh lùng. Em là vì đố kỵ. Anh cười không nói gì. Đồng gia nhân nghĩ, đối với một người thông minh như anh, dường như nói gì cũng chỉ là nhắc lại chuyện anh đã biết. Cô vì lòng đố kỵ của mình nên khi biết Châu Văn Xuyên cho người bắt cóc thời nghi đã không ngăn cản, thậm chí cũng không hề có ý muốn cảnh báo. Cô nhớ mỗi lần Châu Văn Xuyên nhắc tới chuyện này đều chế giễu cô. Và xã tốt của anh, lần này anh thật sự tin tưởng em, vì em nhất định sẽ đố kỵ với cô ta. Anh xin lỗi, gia nhân. Anh nhìn đồng hồ, anh phải đi rồi. Từ đây đến chỗ thời nghi phải mất 15 phút, vừa nãy nói chuyện cũng đã mất 10 phút. Cô cười gượng gạo. Là em phải nói xin lỗi mới đúng. Gia nhân biết anh rất đúng giờ, không dám nói thêm gì nữa, mở cửa xuống xe. Chú Lâm cũng xem đồng hồ, khi nhìn thấy đồng gia nhân xuống xe bèn gật đầu hỏi. Mợ hai có cần xe đến đón không ạ? À? À không cần, sẽ có xe đến đón tôi bây giờ. Chú Lâm lại gật đầu, lên xe rồi rời khỏi bãi đỗ. Đồng doanh nhân đứng bên vệ đường, nhìn thấy người ở trong xe, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của người đàn ông ấy ra khỏi đầu. Sống lưng, cánh tay của anh, cả cách anh nói chuyện với chú Lâm. Mới vài tuổi, cô đã cùng anh ngồi trên xe riêng, đến khi mười mấy tuổi, rồi đến lúc tốt nghiệp đại học. Cả lúc trước hôn lễ, cô là người con gái duy nhất được ngồi cùng anh trên xe.
Cho tới tận bây giờ, Đồng Gia Nhân vẫn không quen với cảm giác có Châu Văn Xuyên ngồi cạnh mình. Quá sốc nổi, bất luận là che giấu như thế nào, Châu Văn Xuyên vẫn vì dục vọng mà trở nên quá nóng vội. Không giống như anh, cũng chẳng thể nào giống được như anh. Về tới nhà đã là 9 giờ, hai người đều chưa ăn tối. Thời Nghi buộc gọn tóc lên, lấy từ trong tủ lạnh ra một miếng thịt bò nhỏ, chuẩn bị làm món bít tết ăn kèm với khoai tây chiên cho anh. Cô rửa tay, lúc bắt đầu thái lát khoai tây, tiếng gõ cửa vang lên. Có người đang gõ cửa có vẻ rất gấp gáp, nhưng lại không gõ mạnh, là một đứa trẻ. Quả nhiên, ngay lập tức đứa trẻ đó gọi tên cô. Anh mở cửa giúp em với, là nhà hàng xóm bên cạnh. Châu Sinh Thần ra mở cửa, một bé gái khoảng 13-14 tuổi, tay ôm một cây đàn cổ đứng ngoài cửa. Cô bé nhìn anh ngơ ngẩn, anh cũng nhìn lại không nói câu gì. Cô Thời Nghi, chuyển nhà rồi ạ? Chưa, cô ấy đang nấu cơm. Anh khom lưng nói. Thời Nghi thái xong khoai tây, rửa tay rồi đến bên Châu Sinh Thần khẽ véo má cô gái nhỏ. Thay dây đàn mới rồi sao? Đến đây. Chưa nói hết câu, bỗng nhiên từ phía sau cô bé nhào ra một cục bông trắng. Trong chớp mắt, Thời Nghi chưa kịp phản ứng liền bị Châu Sinh Thần nhấc bổng lên. Chỉ một bước nữa thôi, chú chó đã nhảy lên người cô. Chú chó lao tới không ngừng nhảy nhảy, thật sự muốn cắn cô. Thời Nghi ngây người ra, cô bé cũng ngẩn ra rồi quát khẽ. Tạp tạp, về nhà mau. Quát 3-4 lần, chú chó dường như không cam lòng, ngoay nguẩy đuôi quay về nhà. Cô bé ngại ngùng chạy về khóa cửa rồi lại chạy sang. Tạp tạp rất ngốc và sợ người lạ. Châu Sinh Thần vẫn còn hoảng sợ trong lòng, rất cẩn thận đặt cô xuống. Sự việc nhỏ này cô không để bụng. Từ nhỏ chó mèo đã tỏ ra rất hung dữ với cô. Thời Nghi đã sớm thích nghi với việc đó. Cô đặt cây đàn cổ lên mặt bàn, thử một vài âm. Cô bé này rất thích Thời Nghi. Mỗi khi thay dây đàn mới cho cây đàn cổ của mình, nhất định phải đem tới cho cô kiểm tra lại âm thanh. Thời Nghi cũng thích chơi đàn cùng cô bé, đàn một vài khúc nhạc quen thuộc. Thời Nghi không hay chơi đàn, cũng không để móng tay, ngón đàn vẫn còn một vài khuyết điểm, nhưng thực sự khuyết điểm không che nổi ưu điểm. Cô đàn như thế nào cô bé không phân biệt được, nhưng Châu Sinh Thần thì lại nghe thấy hết sức rõ ràng. Sáng nhòa gác cổng Trường An, tiếng tơ vang động, tử hoàng trên cao. Châu Sinh Thần bỗng nhiên nghĩ tới câu này. Mặc dù trong thơ là đàn không, còn trước mặt cô bây giờ là đàn cổ. Thời Nghi chơi đàn rất say sưa, dường như đã quên mất anh. Lần này đổi dây, âm thanh có chút mềm mại hơn. Thời Nghi nói với cô bé, tốt hơn lần trước nhiều. Em cũng cảm thấy như vậy. Cô bé mặc dù còn nhỏ nhưng tập đàn rất chăm chỉ. Ngày mai em lại đổi dây. Cô cười, nhóc phá của này, quen dùng loại nào thì nhớ loại đó để không phải đổi nữa. Đi qua đi lại cũng đã mất 20 mấy phút. Cô thật sự bắt đầu đói. Tiễn cô bé hàng xóm xong, cô vội vàng quay lại bếp. Mùi thịt bò nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Cô nhìn quanh, thấy anh đang đứng trước cửa bếp, thuận miệng hỏi. Anh thích ăn chín thế nào? Mau nói đi, giờ đã chín được 5 phần rồi. Chín 5 phần là được rồi. Thời Nghi tắt bếp. Châu Sinh Thần đưa đĩa cho Thời Nghi. Cô gắp thịt bò ra rồi dưới nước sốt. Lúc nãy em chơi đàn làm anh nhớ tới một câu thơ. Vâng. Cô nhìn anh. Sáng nhòa các cổng Trường An, tiếng tơ vang động tử hoàng trên cao. Cô bật cười. Đại thiếu gia của em ơi, câu thơ đó là nói về đàn không mà. Anh cười thấp giọng nói. Rất hợp cảnh. Anh mượn lời để khen em. Lý Hạ hẳn cũng sẽ không biết phải nói gì nữa. Đúng vậy. Ông ấy đã sớm luân hồi cả trăm nghìn lần rồi. Làm sao có thể nhớ nổi mình đã làm bài thơ này chứ. Anh cười. Ngón đàn của em là do ai dạy vậy? Thời Nghi hơi ngẩn ra rồi rất nhanh cười nói. Là em tự học thành tài. Châu Sinh Thần càng lúc càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tuy anh không nhớ rõ nhưng thật sự là cô đã học đàn cổ rất bài bản. Ừ. Cô cầm chiếc đĩa đựng khoai tây chiên, tay chống lên vai anh. Vâng, em tự xem đĩa giáo trình. Rất hay. Anh cười một tiếng. Cực kỳ. Cực kỳ hay. Phải. Cô cười. Hai ngày nữa em sẽ đi mua đàn, tập qua vài lần rồi sẽ đàn cho anh nghe. Thấy dầu sôi, cô bèn buông vai anh ra. Anh mang thịt bò ra đi, đợi em chiên khoai, sẽ rất nhanh thôi. Anh bưng bít tết ra ngoài. Cô vẫn đang tận hưởng dư vị trong câu nói của anh. Sáng nhòa, gác cổng Trường An, tiếng tơ vang động tử hoàng trên cao. Một khúc đàn không, làm tan đi ánh sáng lạnh lẽo trước cổng thành 12 cửa của Trường An,
cũng làm lay động đến cả tử hoàng. Phải thật sự lợi hại mới có thể khiến người ta có cảm giác như thế. Thời nghi nhớ lại, anh đã từng dạy cô những khúc này. Thứ âm thanh lay động 12 cửa, chỉ có anh mới có thể làm được điều đó. Khoai tây thật sự không cần phải chiên thêm nữa đâu. Châu Sinh Thần điểm điểm lên trán cô, rất tự nhiên giúp cô tắt bếp. Thời nghi như bừng tỉnh. Ôi, cái chảo đáng thương, chiên quá lâu tất cả đều cháy khét. Bữa tối này thật sự quá nhiều sự cố. May mắn là bít tết vẫn rất ngon. Thời nghi cảm thấy áy náy, cầm lên một ít rau củ muốn làm một bát salad cho anh. Châu Sinh Thần vội ngăn lại. Không cần phải phiền phức thế đâu. Cô muốn nói gì đó bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng điện thoại reo. Gọi muộn thế này, chắc chắn không phải là bố mẹ cô. Rất nhanh Châu Sinh Thần bước tới nghe điện thoại, cực kỳ ngắn gọn, đường như không đáp lại một câu nào. Sau khi gác máy, không khí vui vẻ vừa nãy bỗng nhiên trôi sạch đi đâu mất. Thời nghi cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn. Quả nhiên anh nói, Văn Hạnh đang cấp cứu. Thời nghi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Châu Sinh Thần đã từng nói, đêm mà cô đổ bệnh, Văn Hạnh cũng phải đi cấp cứu một lần. Nhưng cách đây mấy ngày tình trạng của cô vẫn còn rất tốt, tại sao lại đột nhiên... Thời nghi không dám hỏi nhiều, chỉ cùng anh thay đồ nhanh chóng rồi đi thẳng tới bệnh viện. Không hiểu tại sao cô cảm thấy tâm trạng của anh đang rất tệ, thậm chí mơ hồ còn cảm thấy cơn giận đang phải kìm nén trong lòng. Hai người bước ra khỏi thang máy. Cả hành lang có tới mười mấy người. Châu Văn Xuyên và Vương Mạn đứng ngoài phòng bệnh, nhìn Văn Hạnh qua cửa kính thủy tinh trong suốt. Những người còn lại đều tản ra khắp hành lang. Lúc Châu Sinh Thần bước ra khỏi thang máy, họ đều đứng dậy hướng về phía Châu Sinh Thần cúi đầu chào. Anh! Châu Văn Xuyên bước lại gần, gật đầu tỏ ý chào thời nghi. Châu Sinh Thần vẫn giữ im lặng, chỉ bỏ kính xuống gấp lại gọn, sau đó đặt vào trong túi quần. Thời nghi cảm thấy kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn anh. Trong phút chốc, chính mắt thời nghi thấy anh túm cổ áo Châu Văn Xuyên, tay phải nắm lại, đấm mạnh vào mặt Châu Văn Xuyên. Anh dùng hết sức mình, thậm chí cô còn nghe thấy được tiếng xương kêu lắc rắc. Giây tiếp theo, anh thả cổ áo của Châu Văn Xuyên ra, tiếp tục thòi một cú nữa. Hành động lạnh lùng, còn ánh mắt thì ngược lại. Thời nghi sợ đến ngây người ra. Thấy Văn Xuyên chỉ cách mấy bước chân gục xuống, đổ dựa vào bức tường trắng bên cạnh. Trong chớp mắt, một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi Châu Văn Xuyên. Lúc Châu Văn Xuyên muốn đứng dậy, Vương Mạn đã kêu lên kinh ngạc, nhào tới bên Châu Văn Xuyên, vội vàng che cho anh ta, sợ hãi nhìn Châu Sinh Thần. Cậu cả! Không chỉ Vương Mạn đang sợ hãi, thời nghi cùng tất cả mọi người đều không dám động đậy. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết tại sao Châu Sinh Thần lại như vậy. Anh vẫn đứng thẳng, trầm ngâm nhìn Châu Văn Xuyên. Thời nghi không thể nhìn ra tâm tư của Châu Sinh Thần, chỉ có thể thấy được bóng lưng của anh cùng với ánh đèn chiếu trên người Châu Văn Xuyên và Vương Mạn. Tốt nhất, cậu nên cầu nguyện cho Văn Hạnh lần này không sao. Đưa cậu hai ra khám đi. Có người đứng dậy, dìu Châu Văn Xuyên và Vương Mạn đi, rất nhanh gọi bác sĩ đến kiểm tra băng bó. Vị bác sĩ kia không thể ngờ vừa nãy người này vẫn còn khỏe, đến thăm người thân. Tại sao mà chỉ chớp mắt đã thành ra thế này? Hơn nữa anh ta còn bị đánh rất nặng. Nhưng lần này vốn chỉ dành cho người thân của bệnh nhân VIP, không thể hỏi nhiều, cho nên vội vàng đưa người cần kiểm tra xuống tầng dưới, yêu cầu Châu Văn Xuyên làm kiểm tra vùng đầu. Châu Sinh Thần ra hiệu thời nghi tới bên cạnh. Cô bước lại, khẽ bám vào cánh tay anh. Cả dãy hành lang dần dần trở nên yên tĩnh. Có bác sĩ tới đưa cho anh một sấp báo cáo. Châu Sinh Thần nhận lấy, khẽ nhíu mày, lấy kính trong túi quần ra, vừa trao đổi, vừa nhìn qua một lượt. Về cơ bản, sức khỏe Văn Hạnh phục hồi rất tốt, chỉ là các chỉ số vẫn chưa đạt. Nhưng không biết tại sao, hôm nay sau khi gặp Châu Văn Xuyên, hai người ở trong phòng bệnh cãi nhau một trận. Văn Hạnh không chịu được, chỉ trong 2-3 tiếng ngắn ngủi, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Anh nhìn Văn Hạnh qua tấm kính trong suốt. Thời nghi đi cùng anh, nhìn Văn Hạnh đang hôn mê sâu trong phòng bệnh, rồi lại nhìn anh, cứ như thế hơn một tiếng. Một tiếng sau, mẹ Châu Sinh Thần đã tới bệnh viện. Rất nhanh có người nói lại sự tình ở đây. Bà ngạc nhiên, vừa lúc đó có bác sĩ đến lịch sự nói với bà. Bà Châu, có quan chức chính phủ muốn gặp cậu hai. Quan chức chính phủ? Mẹ Châu Sinh Thần lại càng ngạc nhiên hơn. Cứ để nó tự giải quyết. Châu Sinh Thần bỗng cất lời. Giọng anh rất bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng. Châu Sinh Thần. Mẹ anh băn khoăn nhìn. Cứ để nó tự giải quyết. Anh lặp lại. Mẹ anh nhíu mày. Nó là em con. Con chỉ có một người em gái, đang không biết sống chết thế nào kìa. Mẹ anh nhìn thời nghi, muốn nói nhưng lại ngừng lại. Mẹ con mình vào trong phòng rồi nói.
Rõ ràng bà không muốn để thầy Nghi nghe cuộc nói chuyện này. Cháu sinh thần cũng không từ chối. Hai người đứng nói chuyện ở phòng cuối hành lang mất nửa tiếng. Cô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh của Văn Hạnh, nghĩ lại những sự việc vừa xảy ra, rồi siết chặt tay. Văn Hạnh, nhất định em sẽ không sao. Châu Sinh Thần ra khỏi phòng, mẹ anh cũng bước theo. Thời Nghi khẽ gật đầu với mẹ anh rồi cùng Châu Sinh Thần rời đi. Hai người bước tới thang máy. Quả nhiên, nhìn thấy ở phòng khách tầng 1, Châu Văn Xuyên đứng ở đó. Một bên mặt sưng phù, đang bị hai người đàn ông mặc áo vest đen thẩm vấn. Cô chỉ lướt nhìn, không ngờ lại thấy Đỗ Phong. Đỗ Phong đứng trước cửa lớn đang trả lời điện thoại. Anh nhìn thấy Châu Sinh Thần và Thời Nghi, bèn dừng lại. Ánh mắt lướt qua Châu Sinh Thần. Anh bình thản nhìn lại Đỗ Phong, ôm vai Thời Nghi đưa cô ra xe. Xe bắt đầu di chuyển từ ngã tư đường, chậm rãi lướt trên những con đường chính lấp lánh ánh đèn. Thời Nghi nhìn anh đóng cửa cách âm, anh kéo tay dựa ngăn cách hai người lên. Để anh ôm em. Chưa nói hết câu, anh đã ôm cô vào lòng. Thời Nghi cũng nhích sang để anh ôm. Cuối cùng đã có chuyện gì vậy anh? Cô hỏi rất khẽ. Anh đáp, cả phẫu thuật của Văn Hạnh lâu như vậy mà chưa thực hiện là do tay chân của Văn Xuyên. Tim cô bỗng nhiên đập chậm lại. Thời Nghi khẽ thở dài, dẫn cố gắng để giọng của mình trở lại bình thường. Nhưng tại sao? Để có thêm thời gian. Anh nói, sau hôn lễ của chúng ta, anh sẽ chính thức tiếp quản toàn bộ mọi thứ của nhà họ Châu Sinh. Nó cần trì hoãn hôn lễ, tốt nhất là trì hoãn vô thời hạn. Châu Sinh Thần không giải thích nhiều, chậm chậm bỏ cô ra tựa vào xe. Thời Nghi cũng không hỏi thêm nhiều. Ví như câu chuyện giữa Châu Sinh Thần và Châu Văn Xuyên. Cô nghĩ, việc này nhất định liên quan tới những chuyện bí mật của nhà họ Châu Sinh. Nếu như đến cả sức khỏe của Văn Hạnh cũng không được coi trọng, vậy nhất định còn nhiều chuyện kinh khủng và không thể tha thứ hơn. Sinh mệnh con người vốn là thứ yếu ớt, không chống nổi thiên tai bệnh tật. Vậy mà ở nhà họ Châu Sinh lại còn phải chống lại với mưu đồ nhỏ nhen kia. Còn Đỗ Phong, người mà Hồng Hiểu giữ tâm niệm phải lấy làm chồng. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Đỗ Phong và cảm giác kỳ lạ lúc ấy. Nhưng về sau có lẽ vì Châu Sinh Thần đi cùng cô, lại từng cùng anh ta dùng bữa, cười nói như bình thường nên dần dần cái cảm giác đó cũng biến mất. Dường như khi ở bên cạnh anh, ai cũng vậy, bỗng trở thành một con người khác. Lúc hai người trở về nhà, đã là tảng sáng. Thang máy vừa mở ra, cô cúi đầu lấy chìa khóa từ trong túi. Châu Sinh Thần bỗng dừng bước. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thì thấy một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ hành lang. Là Mai Hành. Đêm khuya tới tìm không cần nói, nhất định là vì Văn Hạnh. Mai Hành không phải là người nhà họ Châu Sinh. Sau khi chuyện này xảy ra, mẹ Châu Sinh Thần đã không để bất kỳ ai tiếp cận Văn Hạnh. Anh viết tin lại không thể đến thăm cô, cuối cùng chỉ có thể đến tìm gặp Châu Sinh Thần. Hai người nói chuyện trong phòng khách, Thời Nghi đi pha trà cho hai người. Cô đóng cửa, ngồi đọc sách trong phòng. Đang rất yên tĩnh, bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ. Thời Nghi giật mình chạy ra mở cửa. Mai Hành nhìn cô cười tỏ ý xin lỗi. Rồi lại nhìn Châu Sinh Thần, dường như cố gắng đè nén mọi cảm xúc của mình. Giọng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Rất xin lỗi, tôi vừa bị kích động. Châu Sinh Thần lắc đầu. Không sao, lúc tôi ở bệnh viện còn kích động hơn cậu nhiều. Hai người cùng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Đừng nhặt bằng tay. Thời Nghi vội ngăn hai người họ, lấy một chiếc khăn sạch từ trong bếp ra. Châu Sinh Thần cầm lấy nhặt tất cả những mảnh vỡ, dùng khăn khói lại cẩn thận rồi đưa cho cô. Có cần em pha cho anh một cốc trà mới không? Cô hỏi Mai Hành. Không cần, muộn quá rồi. Mai Hành cười đứng dậy khỏi sofa chào từ biệt. Tiễn khách xong, cô thu dọn cốc tách, mang vào bếp rửa. Phòng khách bỗng chốc trở nên rất yên tĩnh, cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Vội vàng thu dọn xong rồi chạy ra, thấy Châu Sinh Thần vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế gấp một tờ giấy. Không ngừng gấp nó nhỏ lại, cứ thế gấp nhỏ mãi, cho đến khi không thể gấp thêm được nữa. Anh nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng lên nhìn bật cười. Một tờ giấy, đầu tiên tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó chỉ có thể gấp được 8 lần. Về sau lại có lý luận chứng minh rằng dùng máy để gấp lại có thể đạt tới 9 lần. Sau đó thì sao? Cô đoán, chắc chắn còn người vượt qua được con số này. Sau đó lại có người tính ra được thành 12 lần. Tính ra? Anh ừ một tiếng. Ừ, đây là một vấn đề về số học. Thật sao? Thầy Nghi ngồi xuống trước mặt anh, cầm lấy tờ giấy trong tay anh. Người nghiên cứu về số học thật kỳ lạ. Gấp giấy cũng phải đem ra nghiên cứu tính toán hay sao? Kỳ lạ sao? Anh mỉm cười. Hồi tiểu học em không học sao? Tiểu học?
Cô càng ngạc nhiên hơn. Cô nhớ lại bản thân chưa từng học. Hay là học rồi nhỉ? Bài toán này tính thế nào? Cô suy nghĩ rất nghiêm túc, trầm ngâm nhìn tờ giấy đã bị gấp thành nhỏ. Anh đùa đấy. Hả? Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Anh nói đùa đấy. Anh cười. Hồi học tiểu học em chưa học đâu. Lúc này Thời nghi với vỡ lẽ là anh đang trêu mình. Châu Sinh Thần đã đứng dậy đi tới phòng tắm xả nước. Anh ít khi thảnh thơi để dùng bồn. Cô mang quần áo sạch đến cho anh. Lúc tới phòng tắm thì thấy anh đang cởi quần dài. Có lẽ vì mẹ Châu Sinh Thần rất cao nên anh chị em nhà anh cũng không ai thấp bé. Anh đứng cạnh bồn tắm, hai chân dài và thẳng, từ nhỏ được dạy dỗ chu đáo nên cả thế đi thế đứng, thậm chí cách anh khom lưng thử nước ấm trong bồn ngay bây giờ đây cũng đều rất hoàn hảo. Thời nghi đặt quần áo vào giỏ trúc. Lúc anh nằm vào bồn, cô bước lại khẽ nói: "Để em giúp anh tắm." "Được." Trong làn hơi nước mờ mịt, cô đổ một chút dầu gội ra tay xoa lên đầu anh. "Đừng mở mắt ra." Châu Sinh Thần rất nghe lời để mặc cho cô làm. Thời nghi dùng một chiếc khăn mặt ấm kê dưới gáy, sau đó dùng vòi hoa sen gội đầu sạch sẽ cho anh. Xả sạch xong, tóc anh thật mềm. Anh ngồi thẳng dậy, trên trán còn vài sợi tóc rũ xuống che mắt. "Thoải mái rồi." Cô tự cảm thấy rất vui vẻ, lấy tay gạt những sợi tóc che mắt anh ra. Đôi mắt ấy tĩnh lặng không một gợn sóng. Cô cúi đầu hôn lên lông mày của anh. "Em biết anh đang buồn, nhưng không biết làm thế nào để an ủi anh." Châu Sinh Thần nâng khẽ cằm của cô lên. "Trước đây lúc buồn em thường làm gì?" Thời nghi nghĩ một lúc cười. "Em đọc thuyết văn giải tự, vì đọc cái đó không phải động não." Anh cũng cười. "Lần trước anh hỏi em đã đọc thuyết văn giải tự chưa? Em nói có đọc một ít." Anh liền cảm thấy rất hứng thú. "Tại sao em lại thích đọc?" Anh ngừng lại cố chọn từ ngữ. "Từ điển cổ đại này." Cô cười. "Em có nhiều thời gian như vậy, có thể đọc được cái gì đều đọc cho bằng hết. Tàng thư các rộng lớn như thế, cô đọc trong 10 năm nhưng cũng không hết được hai tầng đầy sách." Số còn lại cô chỉ nhớ được vài tựa sách. Tóc trước trán của anh lại rũ xuống. Trong mắt anh, ngoài ánh đèn chỉ còn lại một mình cô. Tay cô đặt trên tóc anh, lướt dọc theo gương mặt anh tới bờ vai rồi lại xuôi tiếp xuống, cuối cùng vốc nước hắt lên người anh, khẽ xoa bóp vai anh. Tay cô nóng, người anh cũng nóng. Cứ xoa bóp một hồi, anh bỗng nắm lấy cổ tay cô. "Thời nghi." "Dạ." Cô nhìn anh, trong mắt cô cũng chỉ có anh. Châu Sinh Thần vươn tay ôm cả người cô vào trong bồn tắm, đặt lên người mình. Váy ngủ của Thời Nghi ướt sũng, bàn tay anh dễ dàng xuyên qua tất cả, rất dịu dàng lướt trên cơ thể cô, khiêu khích cô. Hai người ở trong bồn phải đến một tiếng, Thời Nghi mệt rã rời, được anh bế ra khỏi bồn. Họ lau khô người, nằm trên giường, Châu Sinh Thần mới khẽ giọng nói: "Anh xin lỗi, hôm nay anh không có tâm trạng nào cả." Thời Nghi không lên tiếng, mệt mỏi ôm lấy bụng anh. Cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ, còn cựa mình trong cơn mơ, gọi tên anh. "Châu Sinh Thần." Anh chạm vào tay cô, ừ một tiếng. "Em yêu anh." Anh ừ một tiếng. "Anh biết, ngủ đi." Cô yên lòng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lúc mơ hồ, cô thấy cổ tay mình hơi lạnh, hình như được anh lồng vào thứ gì đó. Sáng hôm sau tỉnh lại, Thời Nghi đã nhận ra anh đã lấy chuỗi vòng 18 hạt mà cô cất giữ cẩn thận đeo cho cô đêm qua. Cô vốn vẫn đeo mặt ngọc bình an anh tặng, bây giờ lại thêm cả chuỗi hạt này. Mặc dù Châu Sinh Thần không nói ra, nhưng Thời Nghi có thể cảm thấy anh rất sợ cô lại sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sóng gió lần này, cô cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ rằng chỉ cần một bước đi sai, sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lúc cô và Châu Sinh Thần đến bệnh viện, không gặp những người ở tầng dưới tối qua nữa, nhưng vẫn có người ở lại khắp các cửa ra vào và chịu trách nhiệm theo dõi tất cả những hành động của Châu Văn Xuyên. Châu Sinh Thần đích thân cùng may hành vào trong, không có người cản lại nữa. Cuối cùng nhà họ Châu Sinh cũng biết mối quan hệ giữa vị Mai thiếu gia này với nhà họ Châu Sinh. Họ ngồi ở phòng ăn cách biệt hẳn với tòa nhà, cửa sổ sát đất, từ trong nhìn ra ngoài rất rõ ràng. Họ ngồi ở góc phía nam, còn Châu Văn Xuyên và Vương Mạn lại ngồi ở một phía khác của phòng ăn. Một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Nhưng ngoại trừ Thời Nghi, tất cả mọi người còn lại đều cảm thấy như thế, nên hết sức bình thường. Cô nghĩ, có lẽ chuyện tranh chấp trong gia tộc này thật sự sau cuộc chiến một mất một còn chuẩn bị sẵn sàng cho đối phương ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Ngồi một lúc,
Châu Sinh Thần rời đi một lúc để xem những báo cáo sức khỏe hôm nay. Trong phòng chỉ còn lại cô và Mai Hành. Thời Nghi vô tình nhìn xuống tầng dưới lại thấy Đỗ Phong. Người này tại sao lại cứ đột nhiên xuất hiện thế nhỉ? Cô vẫn chưa hỏi Châu Sinh Thần, nhất định sẽ có dịp. Cô có chút hổ thẹn khi mình còn mang đến cho nhà họ Châu Sinh sự phiền phức này. Ánh mắt của cô dừng lại khá lâu. Mai Hành cũng phát hiện ra, nhìn theo thuận miệng hỏi. Đây không phải là Interpol ở cạnh bạn em sao? Interpol? Họ phụ trách điều tra hoạt động khủng bố ma túy buôn lậu vũ khí. Mai Hành bỗng trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ sau cuộc đọ súng ở Bremen, họ bắt đầu điều tra nhà họ Châu Sinh. Chỉ trong chớp mắt, cô đã thu thập được quá nhiều thông tin. Trong tâm trí của Thời Nghi, tất cả mọi chuyện từ khi cô từ Đức trở về đều được sâu chuỗi lại với nhau. Cuộc đọ súng ở Bremen khi đó không phải là ngẫu nhiên xảy ra. Vậy thì rất có thể là do Châu Văn Xuyên làm. Sau đó cô về nước, người tên Đỗ Phong này liền xuất hiện. Châu Sinh Thần có biết việc này không? Nhất định anh đã biết. Đến cả Mai Hành cũng biết rõ như vậy. Làm sao anh có thể không biết thân phận của người này chứ? Cô nhìn theo bóng Đỗ Phong dưới tầng 1, hơi thất thần. Anh ấy bây giờ đang điều tra Châu Văn Xuyên sao? Mai Hành không nói gì, chỉ cười nhạt. Cậu hai của nhà họ Châu Sinh cũng xứng đáng để họ điều tra một phen. Anh cảm thấy chẳng mấy chốc là sẽ có kết quả thôi. Châu Sinh Thần vẫn đang nói chuyện với bác sĩ. Cô bỗng cảm thấy hốt hoảng, lặng đi. Nếu so sánh với chuyện của Châu Văn Xuyên, điều cô lo lắng hơn bây giờ là sự sống chết của Văn Hạnh. Đêm qua, ánh mắt của Mai Hành tối sẫm nhìn cô. Vâng, Thời Nghi không hiểu lắm nhìn lại anh. Dân xin lỗi, đã làm vỡ tách trà của em. Cô hiểu ra chỉ cười. Không sao đâu ạ. Cũng không phải là tách trà đáng giá gì. Không hiểu sao anh lại phải bận lòng đến vậy. Mai Hành cười hỏi. Để anh mời em một tách trà nhé. Không đợi Thời Nghi trả lời, Mai Hành đã đứng dậy yêu cầu nhân viên lấy cho hai tách sữa nóng kiểu Hồng Kông. Anh tự tay cầm tách trà đặt trước mặt Thời Nghi. Cảm ơn anh. Thời Nghi cười. Em cứ tưởng anh sẽ mời em uống trà kiểu truyền thống. Trà kiểu truyền thống đều không thể nào sánh với trà em pha được. Anh khẽ nói có phần khôi hài, nhưng dường như lại rất chân thành. Thời Nghi hơi lúng túng, cô chuyển sang chủ đề khác. Văn Hạnh em ấy... Mai Hành tiếp lời cô. Nếu Văn Hạnh có thể qua được ải lần này, anh sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài định cư. Anh sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời. Mai Hành nói. Nhất định sẽ như thế. Thời Nghi cười. Cô ấy biết anh nói thế này nhất định sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà bây giờ phải giúp Châu Sinh Thần hoàn thành việc cậu ấy muốn làm đã. Mai Hành lắc đầu gượng cười. Anh không biết kiếp trước nợ cậu ấy cái gì để rồi giờ đây cứ phải vì nghĩa quên mình lao theo để giúp cậu ấy làm cái việc bỏ sức ra mà chẳng thu được gì này. Giọng Mai Hành biến đổi rất nhanh. Lần này thật sự là đùa giỡn. Thời Nghi mỉm cười. Kiếp trước sao? Người mắc nợ anh ấy có nhiều lắm. Mai Hành không nhịn được cười. Thật sao? Em biết à? Thật mà, em biết đấy. Thời Nghi cười nói với anh cũng bằng giọng hài hước. Vẻ tươi cười như vậy, Mai Hành hơi ngẩn người. Thời Nghi nhìn anh khó hiểu. Anh bỗng nói rất nhẹ. Thời Nghi, đừng cười với anh như thế. Anh rất sợ mình sẽ tranh giành với cậu ấy mất. Cô sững lại. Ánh mắt của Mai Hành nhìn cô lúc ấy khiến cô nhớ tới lúc ở dinh thự nhà họ Châu Sinh. Văn Hạnh có nói đến câu đối dùng để chọn vợ. Cô liền nói ngay với Mai Hành. Được, em nhớ rồi. Mai Hành cười thản nhiên, có chút thất vọng không gọi được thành tên, cầm tách trà lên uống. Cô đã từng có cơ duyên pha trà cho anh vẫn nhớ điều đó, còn pha lại cho cô. Tình chẳng biết bắt đầu từ đâu, mà yêu lại chẳng đặng. Duyên phận chỉ có một ly trà này mà thôi. Chương 16. Vai diễn của người đang sống. Không ngừng có bác sĩ đi ra đi vào, Châu Sinh Thần cũng vào phòng bệnh. Thời Nghi càng hoảng sợ hơn. Cô không ngừng nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, ngắm bóng cây in bên mặt đất rồi lại nhìn những viên hình cảnh quốc tế và người nhà họ Châu Sinh ở tầng dưới. Được một lúc, cô bất an nhấp vài ngụm trà sữa, chuỗi hạt trong tay lắc lên lắc xuống, những hàng ngọc xanh biếc đập vào nhau, phát ra những âm thanh nhỏ nhỏ. Không hiểu tại sao cô lại có cảm giác có người đang nhìn mình. Thời Nghi nhìn xung quanh, tìm kiếm ánh mắt khiến cho mình không dễ chịu này, là Châu Văn Xuyên. Nhưng khi cô phát hiện ra, anh ta lập tức nhìn đi nơi khác. Đưa tay lên xoa xoa cái bụng nhỏ của Vương Mạn. Vương Mạn cúi đầu nhìn Châu Văn Xuyên, khẽ đặt tay lên tay anh ta. Tay của họ cùng đặt lên vị trí đứa con trong bụng.
Nhà họ Vương không đại phú đại quý như nhà họ Châu Sinh, nhưng trước giờ vẫn luôn có vị thế vững chắc. Cô vì Châu Văn Xuyên mà lùi một bước rồi lại lùi một bước, nhưng lại không hiểu tại sao sự việc càng lúc càng phức tạp. Những quan chức ở tầng dưới kia sẽ dần dần thu hẹp phạm vi điều tra, đến khi chỉ còn lại một mình anh ta. Nhà họ Châu Sinh lớn như vậy, liệu còn người nào khác ngoài anh ta nhúng tay vào những vụ làm ăn mờ ám kia không? Hay chỉ có một mình anh ta lún sâu vào vũng lầy? Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở, một vị bác sĩ trung niên sải bước ra ngoài, lệnh cho y tá gọi thêm vài bác sĩ khác, dường như rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người ngoài phòng bệnh đều đứng hết dậy, chăm chú nhìn theo những người đang chạy ra chạy vào phòng bệnh. Từ sáng sớm hôm nay cho tới giờ đã phải cấp cứu 3 lần, đây là lần thứ 4. 10 phút sau, Châu Sinh Thần đột ngột bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn Mai Hành và Thời Nghi. Anh đã cởi quần áo cách ly, sơ mi mặc bên trong nhậu nhĩ, cứ đứng đó dáng vẻ vô cùng tiểu tụy. Thời Nghi thấy mắt mình cay cay, cũng nhìn anh. Cô và Mai Hành bước tới, cô nắm lấy tay Châu Sinh Thần, anh cũng nắm lại nói, Văn Hạnh muốn gặp mọi người lần cuối. Thời Nghi thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi. Vốn là phòng bệnh vô trùng, nhưng lúc này những người vào sau không cần phải mặc quần áo cách ly chống độc nữa. Họ đẩy cửa bước vào, mẹ Châu Sinh Thần đứng không vững, ngồi một góc phòng bệnh không ngừng dùng khăn lau nước mắt. Văn Hạnh nằm trên giường bệnh khẽ khẽ mở mắt, nhìn Thời Nghi và Mai Hành. Hai người bước lại gần, Văn Hạnh cầm lấy tay Thời Nghi, rất khó khăn viết vào lòng bàn tay của cô mấy chữ điện thoại, ghi âm, nghe. Thời Nghi gật đầu, quay đầu nói với Châu Sinh Thần, đưa giúp em điện thoại của Văn Hạnh. Châu Sinh Thần lập tức bước ra ngoài, không lâu sau cầm vào một chiếc túi, lấy từ trong đó chiếc điện thoại, đưa cho Thời Nghi. Văn Hạnh nhìn thấy Thời Nghi cầm điện thoại, bèn chậm chậm nước mắt nhìn Mai Hành. Cô không còn đủ sức để nói gì nữa, máy thở không ngừng phun ra màn xương bàng bạc, đến thở cũng rất tốn sức. Cô chỉ nhìn Mai Hành không chớp mắt. Mai Hành ngồi xuống bên cạnh Văn Hạnh, khiến cho ánh mắt cô dịu lại đôi chút. Thời Nghi không chịu nổi nữa, cúi đầu mở điện thoại đeo lại tai nghe vào. Trong phần thư mục lưu trữ có một thư mục tên 11. Cô biết chính là thư mục này. Mở ra là đoạn ghi âm của Văn Hạnh. Chị dâu, em xin lỗi. Em là một người ích kỷ. Nếu em phải chết, nhất định trước khi chết sẽ dành tất cả thời gian cho Mai Hạnh. Em phải ghi nhớ anh ấy. Có thể kiếp sau mới có thể tìm thấy anh ấy. Vì thế đoạn ghi âm này đã được chuẩn bị từ rất sớm để đưa cho chị. Đoạn ghi âm này em không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ nhỏ em đã lớn lên ở nước ngoài, không tính là quá thân thiết với mọi người trong nhà. Đối tốt với em chỉ có hai người anh trai. Tất nhiên đối tốt với em nhất là anh cả. Nhưng khi còn bé, em đã có cảm giác mẹ không thích anh cả. Sau này dần dần lớn lên, em đã biết được một bí mật. Trong đoạn ghi âm có tiếng cười của Văn Hạnh. Sau khi dừng lại một lúc, cô nói tiếp, nhưng bí mật này em không thể nói cho chị biết. Em cảm thấy bất cứ ai biết được chuyện này đều sẽ không may mắn như em, như anh hai. Thời Nghi cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng cô cảm thấy điều quan trọng mà Văn Hạnh muốn nói lại nằm ở phía sau. Hình như em nói nhiều chuyện linh tinh quá rồi thì phải, bắt đầu lãng phí thời gian rồi. Chị Thời Nghi, thật ra em rất muốn nói với chị, rất rất xin lỗi chị. Mấy ngày chị ở Ô Trấn, anh hai của em đã muốn làm những chuyện rất xấu với chị. Em nghĩ chuyện này nhất định anh cả chưa nói gì. Nếu không phải anh ấy thu xếp mọi chuyện, có thể chị đã bị hại rồi. Sau khi chuyện này xảy ra, lúc đó rất nhiều người mới biết chuyện, nhưng cả nhà vẫn lựa chọn giữ im lặng. Những người mà em nhắc tới có cả em. Em thừa nhận những người trong gia đình em đều rất ích kỷ và bảo thủ. Sau đó chỉ có tiểu nhân về nước trước anh cả đến Ô Trấn. Chị biết đấy, trong nhà họ Châu Sinh, tiểu nhân rất đặc biệt. Em ấy đến đó để đi theo chị, để không ai tiếp cận được chị. Em thừa nhận em không thể tốt được như tiểu nhân. Sau đó chị đến nhà em ở, em trở về để khám bệnh. Sau đó chị ngã xuống nước, chị trúng độc hôn mê. Những việc đó đều là bất ngờ. Em không biết chị có thể đoán ra bao nhiêu phần người có thể tiếp cận chị, sắp xếp tất cả những việc này và vì lý do gì. Chị Thời Nghi, em rất hy vọng chị có thể đoán ra, như thế em sẽ bớt áy náy hơn rất nhiều. Người có thể để cho anh cả của em tin tưởng vô điều kiện chỉ có chị và anh Mai Hành, phải không? Có lẽ cũng không phải. Anh cả, thậm chí anh ấy còn hoài nghi cả anh Mai Hành. Thời Nghi, chị thông minh như thế, em nói tới đây có lẽ chị cũng đoán ra là ai rồi phải không?
Khởi Nghi ngẩng đầu nhìn Văn Hạnh, đoạn ghi âm vẫn tiếp tục vang lên bên tai cô. Nhưng hiện giờ trong mắt Văn Hạnh chỉ có Mai Hành, hoặc chỉ có khoảnh khắc này, Văn Hạnh mới có thể không kiêng dè dùng cách đó để dõi theo anh. Em không có ý muốn hại chị, nhưng thật sự em đã hại chị rất nhiều lần. Hại chị ngã xuống nước, rồi em lại cứu chị. Hại chị bị chống độc, rồi em lại tự mình cấp cứu cho chị. Em muốn dùng cách đó làm cho anh cả chú ý đến việc cả hai người đều bị hãm hại, khiến anh ấy sợ mất chị, sợ liên lụy đến chị, khiến anh ấy từ bỏ gia đình này, rời khỏi đây. Chị Thời Nghi, em là một người rất ích kỷ. Những lúc quan trọng nhất, em chỉ có thể quan tâm những người trong gia đình. Em thật sự không muốn nhìn thấy họ tranh giành đến mức một mất một còn. Vì thế, hiện giờ tất cả đều là do em tự mình chuốc lấy. Chị tin vào phận không? Nếu có luân hồi, là ác giả ác báo. Chị Thời Nghi, em xin lỗi. Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ báo đáp chị. Đoạn ghi âm đến đây là hết. Thời Nghi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, không biết phải nói gì. Rất nhiều chuyện cô chưa từng biết tới đều hiện lên rõ ràng. Chưa kể sau chuyện này còn có rất nhiều mối bất hòa đan xen. Có lẽ vì khoảnh khắc bị ngạt thở do đuối nước và cơn đau quặn thắt ở bụng đã qua đi. Cũng có thể vì cô biết sau khi chết, linh hồn còn phải lưu lạc một hành trình dài. Vì thế cô hoàn toàn không có oán hận gì. Trong đầu Thời Nghi trống rỗng, không biết bản thân phải làm gì, chỉ cảm thấy rất buồn. Trong không gian yên tĩnh đặc quánh đó, nước mắt cứ thế rơi xuống không thể kiềm chế nổi. Đôi mắt của Văn Hạnh chớp khe khẽ. Nhìn quá lâu, Văn Hạnh bắt đầu mệt rồi. Mắt rất cay, rất muốn khép lại nghỉ ngơi một chút. Dường như cô muốn cười với Mai Hành. Chỉ không biết đã trải qua mười mấy tiếng cấp cứu, bản thân có trở thành nhếch nhác tiểu tụy lắm hay không? Hay trông lại đáng ghét khó ưa? Tay cô khẽ cử động. Mai Hành dường như hiểu cô muốn gì, khẽ áp mặt vào má cô. Anh nhớ lúc còn nhỏ cô hay ngồi trên chân anh, thích áp má vào má anh, sau đó chớp mắt cười. Nếu muốn đặt cô xuống, ngay lập tức cô sẽ dụi đầu vào ngực nói: không được bỏ xuống, không được bỏ xuống. Em không vui, em không vui, nhất định sẽ đau tim. Ai ra, đau tim rồi. Điều gì là thật, điều gì là giả? Tình cảm của một cô gái nhỏ giờ đã trở thành thứ tình cảm sâu nặng thế này. Văn Hạnh nhìn anh cho đến lúc quá mệt không thể chịu được nữa, đành nhắm mắt lại. Trong không gian yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở thế này, Mai Hành chậm chậm cúi thấp đầu áp vào lòng bàn tay của Văn Hạnh. Thời Nghi không kìm nổi, đưa tay ra che miệng để tiếng khóc khỏi bật ra. Cô ấy đã ra đi rồi. Cô ấy thật sự nói được làm được. Ích kỷ đem tất cả chút sức lực còn lại dành hết cho Mai Hành. Châu Văn Xuyên không được phép vào phòng bệnh, chỉ đứng ngoài cửa phòng. Nhận ra phản ứng của tất cả mọi người, liền lập tức hiểu ra sự tình đã diễn biến đến mức xấu nhất. Anh ta nắm chặt tay, mặt đỏ hoe, đẩy những người đang cản mình ra. Bước qua cánh cửa đầu tiên của phòng bệnh, cánh cửa bên trong vẫn đóng. Văn Xuyên dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa trong suốt, nhưng những người trong phòng bệnh bây giờ dường như không nghe thấy. Cuối cùng đành lặng lẽ đứng nhìn. Lúc đó Châu Sinh Thần quay lại cũng nhìn thấy anh ta. Ánh mắt rất lạnh lùng, chưa bao giờ lạnh lùng đến như vậy. Trong một thoáng, Châu Văn Xuyên bỗng cảm thấy hết sức lo sợ. Lúc anh ta vẫn còn đang đứng ngây người ra, Châu Sinh Thần đã cho người mở cửa, bước ra ngoài túm lấy cổ áo của Châu Văn Xuyên, xách cả người anh ta vào phòng bệnh, lạnh lùng đạp vào chân anh ta một đạp. Châu Văn Xuyên bị bắt quỳ xuống đất. Vài giây sau, mũi súng đen ngòm đã chĩa vào gáy. Người cầm súng là Châu Sinh Thần. Anh không nói một câu nào, rũ mắt xuống, không chút cảm xúc nào nhìn Châu Văn Xuyên. Đôi mắt vì nỗi đau chất chứa đã đỏ tới mức kinh người. Châu Sinh Thần! Mẹ anh kinh sợ vịn vào chiếc ghế tựa đứng dậy. Châu Sinh Thần, con bỏ súng xuống đi. Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi. Những thứ thuốc đó không có tác hại quá lớn. Em trai con cũng không muốn. Vương Mạn cũng quỳ xuống dưới chân Châu Sinh Thần, nghẹn ngào như sắp ngất đi, không ngừng dập đầu gọi cậu cả. Châu Sinh Thần không hề phản ứng, ngón tay vẫn đặt trên cò súng. Vương Mạn khóc không ra tiếng, nắm chặt quần dài của Châu Sinh Thần, dần dần co rúm dưới chân anh. Một mảng váy lớn bị máu thấm ướt. Cậu xin. Gương mặt đau đớn của cô hoàn toàn co rúm lại. Vương Mạn bị sinh non là điều mọi người hoàn toàn không dự đoán được. Châu Văn Xuyên ôm lấy Vương Mạn đứng lên. Mũi súng của Châu Sinh Thần cũng hướng theo. Hai anh em cứ nhìn nhau như vậy, mắt đỏ sậm. Tiểu Thần. Mẹ Châu Sinh Thần ôm chặt ngực mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mẹ cậu xin con một lần này. Con không thể để mẹ vừa mất con gái lại mất luôn đứa con trai nữa.
Châu Sinh Thần nhìn giường bệnh, rồi lại nhìn Thời Nghi. Cô cũng nhìn anh tim đập mạnh. Cô biết, tâm tư của Châu Sinh Thần bây giờ, cả những chuyện mà Châu Văn Xuyên đã làm với cô trước đây, và những chuyện Văn Hạnh làm với mình, anh nhất định sẽ trút hết lên Châu Văn Xuyên. Thời Nghi khó nhọc thở ra chăm chú nhìn anh. Tiểu Thần, mẹ Châu Sinh Thần tái mặt nhìn anh đứng không vững. Mẹ cầu xin con, bỏ xuống xuống được không? Tiểu Thần. Không một ai dám nói gì. Châu Sinh Thần vẫn đứng đó hệt như hòa làm một với họng súng. Trong phòng áp lực đã lên đến đỉnh điểm. Qua gọng kính, ánh mắt anh không chút dao động nào. Châu Văn Xuyên ôm lấy Vương Mạn. Quần của anh ta cũng bị máu thấm ra một mảng. Châu Sinh Thần, anh chĩa súng vào em là vì Văn Hạnh hay là vì vợ anh? Văn Hạnh đi rồi, rốt cuộc anh mới có thể tìm em tính sổ sao? Hả? Châu Văn Xuyên cười hai tiếng, nước mắt rơi xuống. Vương Mạn cắn môi, cô rất đau, cả gương mặt như bị vặn xoắn lại. Anh ta ôm chặt cô vào lòng, cuối cùng cắn răng mỗi một câu thốt ra đều như cầu xin tha thứ. Anh để em đi cứu Vương Mạn, em quay lại, mạng này sẽ là của anh. Văn Xuyên thình lình quỳ xuống, rõ ràng là hận tới mức muốn giết người, nhưng quỳ trước mặt Châu Sinh Thần. Anh cả, em xin anh để cho em đi. Tiểu Thần, mẹ anh khóc không thành tiếng, không dám bước lên, tựa như sợ Châu Sinh Thần sẽ làm điều gì đó. Tiểu Thần, thử thuốc em con để Văn Hạnh uống thật sự không phải nguyên nhân cái chết. Còn Thời Nghi, chuyện của Thời Nghi cũng không liên quan đến em con. Con nghe mẹ nói, ngoại trừ lần ở Ô Trấn, mọi chuyện đều do mẹ sắp xếp, tất cả đều không hề liên quan gì đến em con. Lời khẩn cầu nghẹn ngào, còn có tiếng kêu đau đớn của Vương Mạn. Trong tâm trí của Thời Nghi, hiện giờ chỉ có đoạn ghi âm của Văn Hạnh. Toàn bộ chân tướng sự việc mọi người đều sẽ biết, nhưng không nên là Châu Sinh Thần tiết lộ. Anh ấy yêu Văn Hạnh đến vậy cơ mà. Vào khoảnh khắc sống chết này, chỉ có sự im lặng bao trùm lên tất cả. Giằng co hồi lâu, cuối cùng Châu Sinh Thần cũng chậm chậm hạ khẩu súng trong tay xuống. Châu Văn Xuyên lập tức bế Vương Mạn sải bước ra ngoài. Anh ta và Vương Mạn đều là người đang bị quản chế. Dưới sự giám sát của cảnh sát hình sự, anh ta bế Vương Mạn lên xe. Lập tức có bác sĩ chạy tới đưa xe đẩy vào thang máy. Sau khi thang máy đóng lại, cánh tay của Châu Văn Xuyên chợt mềm nhũn, phủ phục lên người Vương Mạn. Nước mắt chảy xuống rơi lã chã trên người cô. Mạn Mạn, cảm ơn em. Qua được cửa ải này, chúng ta sẽ còn có cơ hội. Anh ta vừa nói, mặt phủ trong cánh tay Vương Mạn. Vương Mạn đau tới mức mặt tái xanh, nhưng vẫn ôm lấy anh ta. Thuốc kích thích sinh non là do anh ta tự mình đưa cho Vương Mạn, muốn đánh cược chính mình và con trai với tử thần, đánh cược với lòng từ bi của Châu Sinh Thần. Hiện giờ, chính đồng gia nhân đã đề nghị ly hôn, người duy nhất ở bên giúp đỡ Châu Văn Xuyên chỉ có Vương Mạn. Vương Mạn khẽ nắm chặt cánh tay anh ta, cảm thấy đỡ đau hơn một chút rồi dần dần chìm vào hôn mê. Mẹ Châu Sinh Thần chán nản ngồi xuống, khẽ khẽ nói chuyện với Văn Hạnh trên giường. Trong phòng bệnh ngột ngạt, không khí tang thương bao trùm, khiến Thời Nghi cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Cô xóa bỏ đoạn ghi âm của Văn Hạnh, bỏ chiếc điện thoại cạnh cửa sổ. Sau đó cô bước đến, lặng lẽ ngồi bên Châu Sinh Thần. Chú Lâm ở ngoài phòng bệnh đã sắp xếp xong chuyện hậu sự của Văn Hạnh. Thời gian từng giọt cứ thế trôi qua, rất nhanh mà cũng rất chậm. Khi tất cả mọi thứ được sắp đặt xong xuôi, Văn Hạnh được đưa ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị về trấn gian an táng. Cho đến khi mọi thứ xong xuôi hết, mọi người rời khỏi bệnh viện cũng đã là 4 giờ rưỡi sáng. Bình minh lại sắp đến sau khoảng thời gian đen tối nhất. Mẹ Châu Sinh Thần ở lại bệnh viện chăm sóc Châu Văn Xuyên và Vương Mạn. Lúc họ rời khỏi bệnh viện, Interpol theo đúng thủ tục hỏi xem mọi người định đi đâu. Mai Hành từ đầu đến cuối không nói một lời nào, nhưng lúc này lại xảy ra xung đột với bọn họ. Đỗ Phòng tách ra khỏi đám người tiến lên phía trước nói: "Xin lỗi ngài Châu Sinh, ngài Mai Hành, chúng tôi chỉ muốn biết các vị định đi đâu, thủ tục thôi." Châu Sinh Thần nhìn Đỗ Phong, ngay lập tức chú Lâm bước lên thấp giọng can thiệp. Chú Lâm đứng giữa họ và vài người phía Châu Sinh Thần, cuối cùng cũng không có cách nào có thể nói chuyện được. Chính trong bầu không khí im lặng đến căng thẳng này, phía sau Đỗ Phong bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Thời Nghi nghe thấy tiếng nói rất quen: "Hồng Hiểu Dữ." Đỗ Phong cũng nghe thấy, lập tức quay người lại chen vào giữa đám đông, đưa mắt ra lệnh cho những người đang giữ Hồng Hiểu Dữ thả cô ra, đồng thời thấp giọng ra chỉ thị cho những người đứng bên cạnh: "Cứ theo sát mỗi người nhà họ Châu Sinh." Một âm thanh rất lớn vang lên át lời Đỗ Phong. Hồng Hiểu Dữ gạt những người cộng sự bên cạnh Đỗ Phong, hùng hùng hổ hổ tiến tới tát Đỗ Phong một cái. Tất cả mọi người đều sững người. "Hồng Hiểu Dữ, em đừng có ở đây làm loạn." Đỗ Phong cố kìm nén cảm xúc, hít sâu một hơi. Ngay lập tức,
Hồng Hiểu Dự ném chiếc máy ảnh trong tay về phía anh ta. Anh đi chết đi, Đỗ Phong! Khoảng cách quá gần, Đỗ Phong tránh không kịp bị chiếc máy ảnh đập vào trán, máu chảy ra. Hồng Hiểu Dự sững người, nước mắt cứ thế trào ra, nhìn anh chằm chằm rồi lại lao đến chỗ Thời Nghi. Đám cảnh sát thường ngày vốn được huấn luyện kỹ càng lại không kịp trở tay trước tình huống này, quên cả việc cản Hồng Hiểu Dự lại. Thời Nghi không kịp phản ứng đã bị Hồng Hiểu Dự ôm chặt lấy. Mặc dù giọng còn nghèn nghẹn nhưng Hồng Hiểu Dự vẫn không ngừng nói với cô. Thời Nghi, tớ xin lỗi, tớ không biết, tớ thật sự không biết. Tớ chỉ đến phỏng vấn, tớ biết nhà họ Châu Sinh xảy ra chuyện, biết có cảnh sát tới. Thời Nghi, tớ không biết anh ta là cảnh sát, tớ không biết tên khốn nạn này muốn hại cậu. Thời Nghi, cậu đừng sợ, từ nhỏ tớ đã bảo vệ cậu, tớ sẽ không để anh ta làm hại cậu đâu. Thời Nghi ôm lấy Hồng Hiểu Dự. Được rồi, không sao, không sao. Tất cả đồng sự của Đỗ Phong nghe những lời này, cuối cùng cũng hiểu ra 7-8 phần. Nhưng họ không biết làm gì với người phụ nữ thình lình nhảy ra làm loạn này. Rõ ràng là đang thi hành công vụ, lại bị người phụ nữ này đổi trắng thay đen. Làm hại người nhà họ Châu Sinh ư? Từ khi bắt đầu điều tra nhà họ Châu Sinh, từng bước đều gặp rất nhiều khó khăn. Không dễ dàng mới có một chút tiến triển, hoàn toàn là do gia tộc họ xảy ra chuyện. Chính trong lúc rối ren này lại xuất hiện một người phụ nữ không hiểu chuyện, mà lại còn là một kẻ cứng đầu nữa chứ. Có người đi lấy bông băng băng bó cho Đỗ Phong, nhưng anh ta chỉ vội vàng lấy khăn tay áp vào miệng vết thương. Mọi người hãy kéo cô gái đó ra. Còn nữa, lấy lời khai xong để họ đi. Tổ 1 phụ trách giám sát. Lập tức, Hồng Hiểu Dự bị hai người dẫn đi. Đỗ Phong nhắm mắt lau đi vết máu che mất tầm nhìn. Ngài Châu Sinh, chúng tôi chỉ đang thi hành công vụ. Cuối cùng Châu Sinh Thần cũng mở lời. Không có gì. Dù sao thì đối tượng mà Đỗ Phong phải giám sát chặt chẽ nhất là Châu Văn Xuyên, nên nhanh chóng để họ đi. Thời Nghi nhìn những người đang giữ Hồng Hiểu Dự, có cảm giác rằng Đỗ Phong sẽ không làm khó cho Hiểu Dự, bèn cùng Châu Sinh Thần rời khỏi bệnh viện trước. Cô sợ liên lụy đến Hồng Hiểu Dự, vội vàng gửi cho cô ấy một tin nhắn. Tớ không sao, đừng quan tâm đến chuyện nhà họ Châu Sinh, quên chuyện này đi, tớ sẽ tự chăm sóc bản thân. Sau đó cô tắt điện thoại. Về chuyện đoạn ghi âm trong máy Văn Hạnh, chỉ đến ngày chôn cất cô ấy, Châu Sinh Thần mới hỏi cô. Cô không nói cho anh nội dung chính xác của đoạn ghi âm. Cô vốn nghĩ kiếp này cô sẽ không giấu Châu Sinh Thần bất cứ chuyện gì, nhận định sẽ nói hết cho anh. Nhưng chuyện này, Thời Nghi lại quyết định giấu anh đến cùng. Không cần biết lời mẹ Châu Sinh Thần có thể tin được bao nhiêu phần, anh nhất định sẽ không bao giờ hoài nghi Văn Hạnh, một người đã chết. Như vậy là đủ rồi. Thời Nghi không muốn suy nghĩ đánh giá về những hành động của một người đã khuất, lại càng không muốn để Châu Sinh Thần phải chịu một nỗi đau khác. Ngày chôn cất Văn Hạnh là một ngày trời rất đẹp. Nghĩa trang nhà họ Châu Sinh nằm đằng sau ngọn núi có ngôi chùa mà lần trước Thời Nghi đã từng đi dâng hương. Hầu hết tổ tiên nhà họ Châu Sinh đều được chôn cất ở đây. Cô đứng dưới những ngôi mộ san sát, xung quanh đều là người nhà họ Châu Sinh, chỉ có Mai Hành là người ngoài. Không ai ngăn cản Mai Hành. Những người ở bên Văn Hạnh vào phút cuối cùng đều biết đây chính là người mà cô ấy muốn gặp nhất. Châu Sinh Thần mặc sơ mi và vest đen, từ đầu đến chân tuyền một màu đen. Thời Nghi cũng mặc váy dài và áo khoác màu đen đứng cạnh anh. Cuối thu sau núi nổi gió, lá khô cuộn lên, xoay vút đuổi bắt nhau không ngừng. Tất cả mọi người đều nhìn vào bia mộ, lặng im không nói gì. Văn Hạnh, chị nói cho em một bí mật. Âm phủ có địa tạng Bồ Tát. Sinh Tiền đã từng là nữ nhân, nên ngài rất bao dung với những người con gái đã qua đời. Nếu người con gái ấy tướng mạo xấu xí, thân thể yếu ớt bệnh tật, khi còn sống luôn hướng thiện và có đức tin, kiếp sau dung mạo sẽ hoàn mỹ, cơ thể khỏe mạnh. Nếu người con gái ấy kiếp trước không ghét bỏ thân phận nữ nhi của mình, luôn hướng thiện và thành tâm kính lễ trước Bồ Tát, kiếp sau, cô gái đó nhất định sẽ được đầu thai trong một gia đình hiển hách hoặc thành vương phi hoàng hậu. Chỉ cần có lòng hướng thiện, phụ nữ nhất định sẽ nhận được thiện đãi và khoan dung. Chuyện trên đời sống chết là lớn nhất. Không ai hận thù một người đã khuất, chết rồi nghĩa là không còn gì dính dáng đến kiếp này nữa. Vì thế, chị nhất định sẽ quên chuyện này đi, để những chuyện em đã làm không tiếp tục giày vò anh trai em nữa. Anh ấy rất yêu em, thật sự rất yêu em. Chị đoán nếu anh biết được nhất định sẽ rất đau khổ. Nếu thật sự muốn trả nợ chị, hãy cùng chị bảo vệ anh trai em. Hai người không ngồi xe trở về biệt thự. Con đường từ dưới núi lên, đi bộ mất gần một giờ đồng hồ đã nhìn thấy đền thờ chạm khắc
đá cao chót vót quen thuộc. Cây cối ở đây cũng rất cao, lá cây rơi xuống phủ kín mặt đường. Tán cây cũng không dày, ánh mặt trời dễ dàng xuyên qua những tán cây cao vút, in bóng trên mặt đất. Mẹ anh nói, vài ngày nữa là lễ mừng thọ 90 của bà ngoại, dự định sẽ tổ chức ở đây. Châu Sinh Thần nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sức khỏe và tinh thần bà ngoại không được tốt, mọi người cũng chưa nói chuyện của Văn Hạnh với bà. Thời Nghi gật đầu tỏ ý đã hiểu anh. Đồng Gia Nhân cũng sẽ tới. Anh nghĩ đến điều gì đó, nói với cô, bà ngoại rất thích cô ấy. Thời Nghi lại gật đầu. Trước khi đến Trấn Giang, Châu Sinh Thần đã nói với cô rằng Đồng Gia Nhân đã ly hôn với Châu Văn Xuyên. Giữa hai người không có quá nhiều vướng mắc, ly hôn cũng là thuận tình hai bên. Hơn nữa, Châu Văn Xuyên đối với con của mình và Đồng Gia Nhân cũng không quá chấp nhất. Không biết là vì đang bị điều tra hay vì chuyện của Vương Mạn, anh ta rất thoải mái đồng ý đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ do mẹ nó nuôi dưỡng, không ép buộc phải ở nhà họ Châu sinh. Nhưng ban đầu cô ấy và... Cô muốn nói lại thôi, cũng không biết mình muốn hỏi gì. Quan hệ của Đồng Gia Nhân và nhà họ Châu sinh hết sức phức tạp. Dường như cô ấy và mỗi một người trong gia đình này đều có liên hệ, có đính hôn không thành với Châu Sinh Thần, có quan hệ vợ chồng với Châu Văn Xuyên, có quan hệ huyết thống với Châu Sinh Nhân. Anh và cô ấy cũng đơn giản như lần trước anh nói với em thôi. Thời Nghi cười, em biết. Cô tin tưởng con người của Châu Sinh Thần. Nếu thật sự có tình cảm, anh nhất định sẽ nói với cô. Về việc Đồng Gia Nhân chủ động hủy hôn ước, Thời Nghi nghĩ ít nhiều cũng có thể đoán ra. Suy cho cùng, Châu Sinh Thần từ khi 14 tuổi sau khi vào đại học đã bắt đầu tỏ ra say mê với công việc nghiên cứu. Nếu trong nhà có hai người, một người chú luôn muốn nắm quyền hành trong gia tộc, một người lại chỉ thích hữu danh vô thực như Châu Sinh Thần, vậy thì người nhà họ Châu Sinh nhất định sẽ chọn người chú đã thực sự nắm quyền kia. Châu Sinh Thần cởi áo khoác ngoài ra vắt lên cánh tay, cảm thấy cô đang nhìn mình. Thời Nghi, vâng, anh rất áy náy với em. Châu Sinh Thần bỗng nhiên mở lời. Và có lẽ không chỉ là áy náy, anh muốn nói sự thật với em. Vâng, anh cứ nói đi. Sau khi gặp anh, em đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm, thậm chí còn đe dọa đến cả tính mạng. Anh khẽ thở dài. Người thân của anh đều ít nhiều từng làm những chuyện tổn hại đến em, ví dụ như những chuyện ngoài ý muốn mà em đã gặp. Thời Nghi đã đoán ra những chuyện mà anh hói tới. Cô vẫn giữ im lặng. Châu Sinh Thần thật sự rất áy náy, nên anh không tiếp tục nói sâu hơn nữa mà hỏi cô. Em sợ lắm đúng không? Cô gật đầu. Đáng sợ nhất là lần xảy ra cuộc đấu súng ở nước ngoài. Xung quanh toàn là tiếng súng. Đây là tình huống cô chưa từng gặp phải. Những việc còn lại, Thời Nghi đều không biết được sự thật. Chuyện ở Ô Trấn là nơi cô và Châu Sinh Thần có những ký ức đẹp nhất. Còn lần đầu tiên rơi xuống nước, ai cũng không thể ngờ rằng đó là một âm mưu được định sẵn. Chỉ có lần cuối cùng, lần mà Châu Sinh Thần đưa cô rời khỏi nhà họ Châu Sinh, lần đó cô thực sự sợ hãi. Anh không ở bên cạnh cô, cô cảm thấy mình đau tới mức muốn chết đi sống lại. Nếu như tất cả mọi chuyện đều nói cho em sẽ nhận ra rằng từ ngày đầu tiên đến nhà họ Châu Sinh, đây chính là nơi đáng sợ nhất trên thế gian. Con người ở đây, mỗi người đều có tâm địa độc ác, mỗi người đều có bí mật. Châu Sinh Thần im lặng, dừng chân quay người đối diện với cô. Anh cao hơn cô rất nhiều, lại đứng ngược sáng. Khuôn mặt, đường nét của anh, tất cả đều khiến cô cảm thấy rất an tâm. Thời Nghi vẫn đang đợi anh nói tiếp. Châu Sinh Thần đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hai người thật sự hẹn hò. Ngày đó cô cứ ngây ra, nhìn dáng vẻ của anh, cười thích thú, cảm thán mà nói với anh rằng dáng vẻ của anh hôm nay, em cảm thấy thật sự xứng với tên anh, Châu Sinh Thần. Dường như trong lòng cô, cái tên này vô cùng hoàn mỹ. Anh nghĩ tới 10 năm trước trên thuyền. Sau khi mẹ của tiểu nhân qua đời, tiểu nhân ngồi trong lòng anh khóc rồi lại ngủ rồi lại khóc, từ đầu đến cuối đều nói phải báo thù. Sau này tiểu nhân lớn lên biết được sự thật, rằng sau khi bị gia tộc phát hiện mẹ mình bởi vì thân phận nội gián, lo sợ phải đối mặt với gia pháp tàn khốc mà đã chọn cho mình cách tự sát vô cùng tàn nhẫn. Tiểu nhân không bao giờ nhắc tới chuyện báo thù nữa, ngoại trừ về hướng nội, dường như cũng đã quên mất chuyện của mẹ mình, vì tiểu nhân đã hiểu ra một đạo lý. Người ngoài rất khó có thể lấy được tính mạng người nhà họ Châu Sinh. Người có thể thực sự uy hiếp đến họ chỉ có người trong gia đình. Châu Sinh Thần, cái tên chẳng có chút mỹ cảm gì, chỉ thể hiện vẻ nguy hiểm. Chuyện nhà họ Châu Sinh, anh thật sự không muốn nói rõ ràng là vì... Anh bỗng dừng lời. Trước hai người xuất hiện hai mươi mấy người,
rất ngay ngắn xếp thành hai hàng, từ trên đỉnh núi vừa đi vừa quét lá rơi, đều là người nhà họ Châu Sinh. Họ nhìn thấy Châu Sinh Thần và Thời Nghi, ngay lập tức dừng lại gọi to cậu cả, cô Thời Nghi. Châu Sinh Thần ra hiệu cho họ tiếp tục làm việc. Rất nhanh có một chiếc xe xuất hiện từ khúc cua, dừng lại ở bên cạnh. Người thò đầu ra chính là Tiểu Nhân. Em đến đây được hơn một tiếng rồi, hóa ra mọi người vẫn ở đây. Cậu im lặng nhìn Thời Nghi từ đầu đến chân thở dài. Chị đi giày cao gót lên đây có mệt không? Cậu bé khẽ cười, nói rằng mình xuống núi có việc, rời đi rất nhanh chóng. Chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, Châu Sinh Thần mới cúi đầu nhìn cô. Mệt không? Có một chút, Thời Nghi trả lời. Anh khẽ ôm eo bế cô lên. Cô nhìn xung quanh khẽ nói, sắp đến nơi rồi, để em tự đi cũng được. Những người quét lá xung quanh đều coi như không nhìn thấy họ, không ai dám ngước mắt lên một lần. Chỉ có tiếng chổi vang lên. Không gian im lặng này càng khiến cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Châu Sinh Thần lại coi như không, bắt đầu đi tiếp. Châu Sinh Thần, cô dựa vào người anh rồi ngẩng đầu lên nhìn. Vừa rồi anh vẫn chưa nói hết. Tại sao anh vẫn không muốn nói sự thật với em? Em không đoán ra. Em không. Nếu như anh nói với em, mỗi phòng ở đây đều từng có ma xuất hiện thì em có dám vào nữa không? Không, em sợ ma. Anh cũng sợ. Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Anh sợ nếu em biết ở đâu cũng có ma, chắc chắn sẽ bỏ đi. Anh nói anh sợ, nhưng là sợ cô sẽ bỏ đi. Đây là lần đầu tiên anh nói bản thân sợ điều gì. Ngoài chuyện của Văn Hạnh, anh không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Những con người và sự việc còn lại anh đều nhìn bằng con mắt bàng quan. Từ đầu đến cuối đều giữ một thái độ và lý trí phù hợp. Thậm chí đối với cái chết của Văn Hạnh, cuối cùng anh vẫn giữ cái nhìn của riêng mình. Cô tin rằng thứ khiến anh bỏ súng xuống hôm đó không phải vì sự giải thích của người khác, mà là quyết định của chính anh. Châu Sinh Thần vốn không giống với người nhà họ Châu Sinh, không tự mình kết tội người khác, cũng không vì thế mà tước đoạt mạng sống của ai. Con đường núi quanh co gấp khúc, những người đang quét lá dần dần cũng không nhìn thấy nữa. Cô quàng tay qua cổ anh ngẩng đầu lên. Anh dừng bước cúi đầu nhìn cô. Sao thế? Nếu bây giờ hôn anh có ôm nổi em không? Cô khẽ hỏi. Anh bất ngờ đáp. Không sao. Châu Sinh Thần khẽ nâng tay bế cô cao hơn một chút. Anh cảm thấy sự chủ động của Thời Nghi cũng phối hợp cùng cô. Thời Nghi nhắm mắt, hệt giống như một chú mèo nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Nỗi sợ cũng dần biến mất, sợ tình cảm dần nhạt phai, sợ sinh ly tử biệt. Thời Nghi nhớ rõ, cô cũng đã từng rất sợ, thậm chí ngay cả khi hai người đã thành vợ chồng, cũng rất sợ bỗng nhiên anh rời xa cô. Tất nhiên, một lời nặng tựa nghìn cân, từ lần gọi điện thoại cầu hôn đó, anh đã thực sự giữ lời hứa của mình, tiếp nhận cô, làm quen với cô, hiểu, yêu và bảo vệ cô. Còn cô đối với anh giống như cục diện của bàn cờ, bất luận sống chết, hy sinh cũng không hối hận. Lúc hai người về tới biệt thự đã là 3 giờ chiều, là thời khắc ánh mặt trời đẹp nhất trong ngày. Hai người về phòng mình, không ngờ lại trông thấy mẹ của Châu Sinh Thần và chú anh đang ngồi ở phòng khách, còn cả một vài người họ hàng trong nhà. Từ khi Thời Nghi và Châu Sinh Thần đính hôn tới nay, đây là lần đầu tiên cô được gặp người chú này. Người chú hiện đang nắm giữ quyền hành của nhà họ Châu Sinh. Tóc mai đã bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn rất sắc sảo. Mẹ anh trang điểm rất tinh tế, cũng là vừa từ khu nghĩa trang nhà họ Châu Sinh trở về. Mặc bộ sườn xám màu đen như vậy, ánh mắt có chút gì đó rất u ám. Thời Nghi, chú của Châu Sinh Thần gật đầu với cô. Chào cháu. Thời Nghi đáp, gật đầu chào ông một cách lễ độ. Cháu chào chú. Hai người chào hỏi nhau đơn giản. Ông chấp nhận thân phận của Thời Nghi, cũng thể hiện quyền làm chủ của mình. Tất cả người lớn trong phòng đều hỏi han Thời Nghi rất ân cần. Mọi người đều đã biết, chẳng mấy chốc Châu Sinh Thần sẽ là người chủ của gia đình này. Nhưng xem ra người con gái có vẻ vô hại này cũng sẽ tiếp nhận tất cả hoạt động kinh doanh trong tay mẹ Châu Sinh Thần. Đối với một gia tộc như thế này, điều quan trọng nhất là sự bình an trước mọi sóng gió. Suy cho cùng vài tháng trở lại đây, dòng tộc Châu Sinh này đã quá rối ren. Có được sự bình lặng như ngày hôm nay là sự trông đợi của rất nhiều người. Dường như Châu Sinh Thần không thích việc cô phải đối phó với người nhà họ Châu Sinh, ra hiệu cho cô có thể lên lầu trước. Sau khi Thời Nghi một mình lên lầu, cô ngồi trong phòng đọc sách ưa thích, xem nốt cuốn sách lấy về từ tàng thư lâu lần trước. Vị trí đánh dấu lần trước vẫn không thay đổi, thậm chí vị trí để cuốn sách vẫn còn ý nguyên. Lung Thời Nghi xem sách, có hai cô gái lần lượt mang trà và lư hương lên lầu cho cô.
Trong lư hương là bánh hương trầm được ép thành hình hoa mai. Dưới lầu có tiếng người nói chuyện nhưng lại nhanh chóng biến mất. Xem ra không có chuyện gì to tát. Thầy Nghi nghe tiếng mẹ Châu Sinh Thần nói với anh. Tiểu thần, mẹ chỉ xin con một điều, hãy đối tốt với em trai con. Thầy Nghi không nghe thấy Châu Sinh Thần đáp lại. Rất nhanh anh đã lên lầu, cô vẫn ngồi trên sofa như cũ, nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm của anh. Cho đến khi anh xuất hiện mới khẽ hỏi. Họ đều đi cả rồi ạ? Đi rồi. Em có muốn ngủ một lát không? Anh hỏi. Bây giờ ư? Cô nghĩ. Em cũng không mệt lắm. Chủ yếu là vì loại hương anh chọn có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo. Loại hương này là hàng cao cấp trong các loại hương trầm. Trước đây chỉ có hoàng đế mới được dùng. Trong trí nhớ của cô, loại hương này trong phủ của tiểu Nam Thần Vương lúc đó đều mang sang chỗ cô, nhưng lại sợ mùi quá nồng, chỉ cho phép dùng trong biệt viện, không cho phép đặt ở trong phòng. Hình như em chưa biết anh thích loại này. Cô có chút thất thần hỏi anh, tại sao hôm nay bỗng nhiên lại có nhã hứng thế? Là ý của Mai Hành. Mai Hành? Một câu trả lời rất bất ngờ. Anh nghĩ ngợi, làm thế nào để giải thích cho cô hiểu vấn đề này? Chó là loài động vật vô cùng nhạy cảm. Ở nước ngoài đã có vài trường hợp, đều là người bị ung thư mà bản thân lại không biết. Chỉ đến khi bất ngờ bị chó cắn đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra. Anh cười, mấy lần trước thấy em bị chó sủa liền liên tưởng đến việc này. Nên gần đây mới nhớ tới biểu đồ kiểm tra sức khỏe của em. Sức khỏe của em rất tốt. Thầy Nghi không nhịn được cười. Nhà khoa học của em, anh quá cẩn thận rồi đó. Vậy thì sao? Có quan hệ gì đến loại châm hương này? Sau đó thỉnh thoảng anh lại nhắc đến chuyện này với Mai Hành. Lập luận của cậu ta thật sự ảnh hưởng tới anh rồi. Lập luận của anh ấy ư? Châu Sinh Thần chỉ cười. Cậu ta nói có lẽ là còn trường hợp khác. Chó có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy được. Ví dụ như ma quỷ, mà trầm hương có tác dụng thần kỳ, có thể xua đuổi ma quỷ trừ tà, có lẽ sẽ có tác dụng tốt với em. Thầy Nghi nhìn anh có chút bất ngờ. Anh cười, sao thế? Chỉ vì chó sủa em nên hai người đàn ông các anh thật sự là đã dùng lý luận khoa học hiện đại để thảo luận về chuyện ma quỷ đó ư? Hai tay Thầy Nghi đặt trên vai Châu Sinh Thần. Hơn nữa, anh lại còn tin vào mấy chuyện này. Phải, anh đáp rất bình thản. Anh tin chứ. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.